Xin chào anh chị, lại là em đây. Em vẫn đang ở xã Hưng Thạnh của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Thì hồi nãy mới vừa quay cho anh chị một miếng ở bên trong là 200 triệu 1.000 m². Thì đó là đường đất, còn bây giờ em qua bên lộ nhựa thì bán là 550 một công nha anh chị, 550 1.000 m² á. Thì ở bên lộ nhựa này nè, có một miếng đất khoảng 6 mẫu đang bán, em quay cho anh chị mình xem ha. Thì đất của mình á là sẽ nằm trên mặt tiền lộ nhựa, xe ô tô vô ra thoải mái luôn. Thì trước đất là có đường điện 3 pha luôn nè. Đó. Rồi mình đi thẳng ra ngoài chợ, ủy ban xã Hưng Thạnh, trường học đâu á là khoảng 3 cây rưỡi nha. Đi ra ngoài đường tỉnh lộ thì cũng khoảng 3 cây rưỡi. Hoặc là mình đi ra ngoài cái khu công nghiệp Long Giang á thì cũng khoảng là 9 cây thôi. Thì ở đây á là mình chạy thẳng lên sẽ giáp ranh với Long An luôn á. Miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị là nằm ở trên mặt tiền đường lộ nhựa, có diện tích đó là khoảng 6 mẫu. 6 mẫu có nghĩa là 60 công, quá dữ. Thì một công là chủ bán giá là 550 triệu một công nha anh chị, 550 triệu 1.000 m². Thì một mẫu là 5 tỷ rưỡi á, bán 6 mẫu nha. Anh chị mua thì đo đạc diện tích bao nhiêu mình sẽ tính tiền bao nhiêu. Thì miếng đất của mình á là có bề ngang á là 400 m. Bề ngang 400 m nha, dài múc mù ở đằng kia luôn, một chủ luôn nha anh chị. Bề ngang á là 400 m, bề dài á là một bên đó là 170, một đầu là 200. Em sẽ mở định vị lên cho mình dễ hình dung ha. Thì cơ bản thì đất của mình cũng khá là vuông vức luôn á. Thì đây là cái vị trí mà em đang đứng nè, anh chị xem nè. Anh chị thấy là cái nút xanh xanh mà em đang đứng không? Thì cái vị trí của em đất mình sẽ từ ở bên này nha, đi dài qua bên này luôn. Đó, đất nói chung là đất cơ bản thì cũng vuông vức nha, giống hình chữ A vậy đó. Đó. Nên từ đây này chạy dài qua bên này luôn nha anh chị. Này. Đó, em thấy chạy dài qua luôn nè. Trời ơi. Giống như là nguyên cái lộ nhựa này là mặt tiền của miếng đất luôn á. Khủng khiếp thiệt. Bề ngang là 400 m, bề dài là 170 với 200 m. Bán là 550 triệu 1.000 m². Rồi ở bên này là con sông nữa. Con sông bự luôn. Nãy anh chị nào mà mua xây resort hay là nhà nghỉ dưỡng thì giờ mình cũng có thể quan tâm thêm cái miếng này. Sông rất là bự nha, đây là cái con sông mà trước đất mình luôn nè anh chị. Nãy sông to, sông bự luôn. Đây. Trời, đất Tân Phước rộng quá ha anh chị. Nói chung là mỗi một lần đi quay á là một lần mở mang cái tầm nhìn luôn á, mở mang cái kiến thức luôn á. Em hỏi chủ đất cái là mặt tiền của mình rộng quá à, tới 400 m lận. Mà bán 6 mẫu như vậy ai mà mua nổi? Mình có thể tách thửa ra bán được không? Thì chủ đất nói là chú không có biết tách thửa. Bán là bán nguyên miếng luôn. Ấy thì nói chung mà chủ đất thì cũng người quen với em. Cho nên á, nếu mà anh chị nào mua nguyên miếng thì khỏe rồi. Còn anh chị nào mà có nhã ý á, muốn mua khoảng một mẫu á, thì anh chị nói em thuyết phục thử xem. Để bán được mới có hoa hồng mà. Đây. Mặt tiền 400 m luôn á nha anh chị. Nội mà em đi qua hết cái mặt tiền của miếng đất xong em đi trở về nữa là 800 m luôn, gần một cây số luôn. Cho nên là em quyết định là em đi một khoảng thôi. Em xuống cái khu này cho nó trống trống cho anh chị mình nhìn ha. Nó dài múc mù đằng kia luôn á. Đất ở Tân Phước á thì nó sẽ thấp hơn mặt tiền đường ha. Anh chị nhìn nè, em thấy là nó thấp hơn khá là nhiều luôn á. Nè. Lộ mình đây, đất ở dưới này nó cách cho cũng cỡ 3 m, 3 m mấy luôn á. Tại vì đất của mình á là gần sông á, những cái con sông bự như vậy nè. Phải phải làm cái giống như con đường, giống như là cái bờ đê vậy đó, cao cao lên để không có bị lũ lụt. Đây em sẽ đi xuống cho anh chị xem. Đây. Đó.
Ui. Thì em xin nhắc lại nha. Miếng đất của mình nó là khoảng 6 mẫu, bề ngang là khoảng 400 m. Chiều dài thì bề ngang là gần tới bên cái ngôi nhà bên đó luôn đó anh chị, múc mù đằng đó luôn á. Bề dài thì một bên là 170, một bên là 200. Thì nói chung là đất cũng lâu lắm rồi cho nên là không có biết là có bị mất đất hay không. Thì chủ kêu là 550 1.000 m², mình sẽ đo đạc bao nhiêu tính tiền bao nhiêu. Đất thì mặt tiền lầu nhựa thì nói chung thì cũng ok, có đường điện 3 pha luôn, anh chị nào mà mua mở công ty thì cũng được ha, nó có đường điện 3 pha sẵn luôn đó. Em sẽ mở định vị cho anh chị mình xem thử ha. À, đất mình là hướng Tây nha anh chị, đất là hướng Tây. Em mở định vị cho anh chị xem. Nè thì anh chị thấy nè, mình đi một đường thẳng là nó sẽ đi ra ngoài đường tỉnh lộ 865 nha. Đó. Thì ở ngoài ngay chỗ mà đường tỉnh lộ 865 á là mình sẽ có ủy ban xã Hưng Thạnh nè, rồi trường tiểu học rồi đó anh chị. Hết pin luôn rồi, cầu Kinh Năng rồi đó. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm miếng này thì alo cho em hay, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Đây. Rồi em xin chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian ra cùng em đi tham quan Tân Phước. Nghe em giới thiệu miếng đất Tân Phước ha. Em sẽ đi tìm quay thêm nhiều cái miếng đất khác nữa cho anh chị mình xem. Bye bye anh chị nha. À để em xem từ ở đây về Sài Gòn bao xa nha. Thì ở đây mà về bến xe miền Tây là 56 cây số nha anh chị, chạy xe khoảng 1.5 tiếng á. Cách bến xe miền Tây là 56 cây số. Ở đây là cách thành phố Mỹ Tho khoảng 26 cây số. Đó. 41 phút. Ở đây cũng gần gần Long An á, gần thành phố Tân An á. Ở đây mà để em xem ở đây đi qua thành phố Tân An bao xa ha. Thành phố Tân An của xã Long An á là khoảng 21 cây. Từ vị trí của em mà qua thành phố Tân An của xã Long An là 21 cây nha. Tỉnh Long An. Thành phố Tân An của tỉnh Long An. 21 cây số. Rồi, em xin chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video của em. Em sẽ quay thêm nhiều cái miếng đất khác nữa cho anh chị mình xem. Bye bye anh chị nha.